Đứng sát vô lề bà con ơi. Vâng, là thưa cả nhà, cứ ngỡ rằng á là thầy di chuyển ra à, tại vì mặc cái áo đỏ đó cả nhà, nhưng mà thực sự là không phải thầy nha, không phải thầy nha. Đây có thể là mấy cái cô trốn trong nghĩa địa từ đêm tới giờ. Còn cái thảo mưa lớn đó, mưa lớn làm cái dụng hiện tại anh Trinh đang là ngoài á, à, đề nghị bà con sát vô lề. Gió rồi bà con sát vô lề con ơi. Anh Trinh đang di chuyển để yêu cầu bà con là đứng sát vô lề cả nha. Hiện tại như thế này thì nó lại không tốt, nó mất mỹ quan quá. Đây góc phía bên kia cũng có rất là đông người nè. Ở đây cũng một tớp rất là đông người. À, em Nam zoom rất là to như thế này nên là nếu mà thầy ra là sẽ thấy rất là rõ nha cả nhà. Đây là toàn bộ cái quang cảnh ở khu vực này. À, lúc này cũng có rất là đông bà con cô bác đang có mặt ở đây. Vâng, lực lượng an ninh rất là tuyệt vời, họ đang có mặt ở đây từ đêm giờ luôn á. Họ đang có mặt ở đây từ đêm tới giờ và có một điều đáng nói là trời thì mưa lắc rắc thôi cả nhà. Nên rất là thương. Dạ, à, chào 360 cô chú anh chị nha. Chúc một buổi đây từ đây là cô bánh mì may mắn nè, cô bán bánh mì may mắn nè. Bán bánh mì ai đó từng trải qua sự việc này trong đời chưa cả nha? Từ sáng giờ bán nhiều chưa cô? Sao 100 mẫu hả? Ít lắm, bán giờ 20 cùng 20 mẫu. Dạ. Hồi sáng giờ con thấy cô ra trở phải không? Bán ngon mà. Dạ. Ở nhà cô làm sẵn. Làm sẵn nha. Cô chỉ kén tủ với cái này là không thay đi không? Hả? Không, thầy chưa ra. Chưa luôn cháu à. Ở đây á, ở đây là có hai cô may mắn. Một cô là bán bánh mì may mắn với một cô bán nước may mắn. Ừ, đó bà già, bà bạn. Ở đây có hai bà già. Không có người trẻ. Bất ngờ lùa hết rồi. Em mày nghe đi nghe lùa ra kìa. Lùa ra. À, vô đó hồi nào chắc vô hồi đêm á. Vô hồi đêm đó cả nhà. Đúng rồi, không kéo quá là vậy đừng có nói. Đúng rồi, nhưng mà bắt gì để trên đường đường ra bán trên giờ mấy chú có bắt mì đường mấy chú có làm cái đạo gì đâu. Không có sao đâu mẹ, thấy đứng ta mua mà. Mẹ đứng đi. Đứng đi. Vâng, đây là cô đẹp gái ở nghĩa địa suốt cả đêm này cả nhà. Nhưng mà bây giờ bị phát hiện nên là cô đang di chuyển ra. Hai cái gì thôi.
Hiện tại thì cô ấy đang hình như là cô ấy đang chia sẻ cái trải nghiệm là với bà con cô bác về cái việc là mình ở đấy nguyên một đêm rồi